Cáo phó, gia đình chúng tôi trân trọng kính báo, cùng thân bằng quyến thuộc, quý cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản tại Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu, Âu Châu, Việt Nam, thủ đô Sài Gòn và tỉnh gia định, cùng thân hữu xa gần, chồng, cha, anh, ông nội, ông ngoại, ông cố của chúng tôi là Thiếu tướng Louis Lê Minh Đảo, cựu tư lệnh Sư đoàn 18 Bộ binh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sinh ngày 5 tháng 3 năm 1933 tại tỉnh Gia Định, thủ đô Sài Gòn. Qua đời vào lúc 1 giờ 45 ngày 19 tháng 3 năm 2020 tại bệnh viện Haver, Connecticut, hưởng thọ 87 tuổi. Chương trình tang lễ vì đại dịch Covid-19 nhà quan quy định là tang lễ chỉ dành cho 10 người của tang gia. Xin quý vị thứ lỗi cho hoàn cảnh bất thường này. Thánh lễ Di quan và An táng được tổ chức ngày 27 tháng 3 năm 2020 tại nhà thờ và nghĩa trang Fairfax Memorial Park. Tang gia đồng kính báo vợ bà quả phụ Lê Minh Đảo, nhũ danh Nguyễn Thị Ngọc Thủy, trưởng nam Lê Minh Đạm, quá cố vợ Lý Hương, trưởng nữ Lê Thị Bích Điệp, thứ nữ Lê Thị Bích Lan, Lê Thị Bích Thủy, Lê Thị Bích Hồng, lê thị bích phượng lê hằng mi thứ nam lê hằng minh dũng thứ nữ lê thị bích chi bà trần thị bích liên thân mẫu các con đạm điệp lan thủy hồng phượng my dũng và chi dưỡng tử nguyễn hoài di các em lê hoàng nghi lê thị ánh lê thị ánh tuyết các cháu chắc nội ngoại cháu nội đích tôn quá cố lê minh an điền đạt alex carmen thúy anh nghiệp khang minh quốc minh quân thu thảo hồng ân thiên ân melanie raymond brittany brandon bảo vi coi black thành Klaus, minh emmanuel Eliza, Di nguyện của người quá vãng Trong tang lễ Xin miễn lễ nghi quân đội Không có lễ phụ quốc kỳ Trên linh cữu Vì người quá cố không được vinh dự Hy sinh cho tổ quốc trên bãi chiến trường Các bằng hữu đã tuẩn tiết Các chiến sĩ anh hùng Quý vị quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vào những giờ phút cuối cùng trong tháng 4 năm 1975, đều không có dịp mà cũng chẳng còn ai phụ quốc kỳ trong tang lễ, tang gia đồng bái tạ, xin miễn phúng điếu và vòng